Tính đến nay, huyện Cần Giuộc đã ghi nhận 115 ca sốt xuất huyết, giảm 138 ca so với cùng kỳ năm 2023. Tuy giảm nhưng không chủ quan. Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống dịch sốt xuất huyết Đeo, Zika, Chikungunya đợt 3 năm 2024 tại các xã có nguy cơ cao. Với khẩu hiệu hành động, không có lăng quăng, không có bệnh sốt xuất huyết, địa phương tổ chức đoàn đến từng gia đình tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, hướng dẫn thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm, dọn dẹp nhà cửa. Địa phương phấn đấu 100% hộ gia đình được vận động trong thời gian diễn ra chiến dịch, 95% hộ gia đình tại các nơi tổ chức chiến dịch được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết Zika và Chikungunya, 100% dụng cụ chứa nước được kiểm tra và xử lý triệt để khi có lăng quăng.